Xin chào các bạn, đây là CTX 5000 của Casio với hệ âm thanh AIS cực hay. Và hôm nay Duy Khanh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái chức năng cực kỳ độc đáo, đó là FacePad. Thì FacePad là chức năng những cái đoạn nhạc đệm theo với riff của chúng ta, hoặc là đệm theo chúng ta đánh, hoặc là dùng những tiếng động để chúng ta có thể làm tinh tế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần chọn FacePad. Chọn FacePad rất đơn giản thôi quý vị, chúng ta sẽ nhấn nút Function. Ok. Và chúng ta sẽ nhấn mũi tên nè, qua lại ha. Rồi chúng ta qua cái phần số 3 là phần FacePad, các bạn nhìn thấy trên màn hình. Rồi đơn giản thôi, chúng ta muốn chọn FacePad chúng ta sẽ nhấn Enter vô. Thì trong cái đàn này sẽ chứa được 25 cái FacePad. Mỗi FacePad là gồm 4 phần ha, 4 trang, trang 1, 2, 3, 4, đây 25 FacePad. Và trở lại bắt đầu từ số 1. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đơn giản thôi, chúng ta nhấn cộng trừ để chúng ta chọn những FacePad mà chúng ta yêu thích và phù hợp với điệu của chúng ta. Đó, chúng ta nhấn vậy. Đó, thí dụ như chúng ta chọn FacePad số 15. Đây, chúng ta chọn số 15, đơn giản thôi, chúng ta exit ra. Rồi chúng ta có thể chơi rồi, nhấn FacePad thử nhé. Stop là chúng ta sẽ tắt đi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vô cái phần chỉnh sửa cái FacePad này. Rất đơn giản, chúng ta nhấn Function và chúng ta chọn lại cái FacePad của chúng ta cần chỉnh sửa. Enter vô và chúng ta chọn, thí dụ Duy Khanh sẽ chọn FacePad 20. Và bây giờ chúng ta sẽ vô phần chỉnh sửa cái FacePad này. Mỗi một FacePad thì chúng ta sẽ có 4 cái path này. Rồi chúng ta mở cái FacePad mà chúng ta cần chỉnh sửa, nhấn Function cũng như chọn bước ban đầu FacePad, Enter vô. Rồi chúng ta sẽ chọn cái FacePad cần sửa, thí dụ Duy Khanh chọn FacePad 16. Rồi và chúng ta nhấn nút mũi tên tới thì nó sẽ hiện ra từng path 1 1 2 3 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô phần path 1 để chỉnh sửa nhé. Để chế độ path 1 chúng ta chỉ cần Enter vô. Đó, đầu tiên là loop, chức năng loop. Loop tức là khi mà nó chạy một cái bản path 1 của chúng ta rồi nó sẽ lặp lại, khi chúng ta on thì nó sẽ lặp lại và chúng ta tắt đi thì nó sẽ chạy trong một lần thôi, không có lặp lại lần thứ hai, lần ba, lần bốn. Đó, chúng ta chỉ cộng trừ để chúng ta on off nó, tùy theo chúng ta muốn nó chạy lặp lại hay không. Rồi nhấn mũi tên qua một lần nữa thì đây là key shift, tức là tăng tông giảm tông cho cái phần path của chúng ta. Rồi tiếp tục nhấn qua mũi tên lần nữa, đây là timing shift, tức là khi mà chúng ta điệu nó lên á, chúng ta nhấn vô thì nó sẽ ăn vô cái phần x2 hay là ăn vô cái phần khuôn đó, hoặc chúng ta tắt đi. Rồi chúng ta qua cái phần chosin là chức năng chạy theo điệu và ăn với hợp âm của điệu đó. Khi chúng ta chạy điệu thì nó sẽ hòa chung với nhau, còn chúng ta off đi thì nó sẽ không chạy chung với hợp âm của riff nữa. Thì chúng ta dùng chức năng này khi tắt đi thì chúng ta chủ yếu là dùng tiếng động thôi. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ vô phần tạo một cái FacePad theo ý của chúng ta. Rất đơn giản, chúng ta cũng nhấn vô một cái function, nhấn mũi tên qua chọn FacePad. Và trong đây 25 FacePad, chúng ta muốn thay đổi một FacePad theo ý của chúng ta, tạo một FacePad của chúng ta. Ví dụ Duy Khanh sẽ chọn cái FacePad 25, FacePad cuối cùng. Và đầu tiên thì chúng ta phải xóa hết để cho nó trống hết, rồi chúng ta sẽ tạo. Muốn xóa thì chúng ta đơn giản nhấn giữ function này thôi và ta có clear là xóa, thì enter vô. Đó, chúng ta sẽ FacePad 1 nè, enter vô, yes, là FacePad 1 đã được xóa rồi. Lần nữa chúng ta enter, bắt đầu chọn FacePad số 2 và enter, nhấn yes là xóa FacePad số 2. Cứ như thế chúng ta sẽ phải xóa được 4 FacePad. Enter FacePad 3, yes, enter FacePad 4, enter nhé. Rồi chúng ta đã xóa hết 1 2 3 4 path rồi. Đó, chúng ta không nhấn không kêu. Rồi bây giờ chúng ta exit ra. Và bây giờ chúng ta sẽ thu cái phần FacePad của chúng ta sau khi chúng ta đã xóa được 4 cái path này rồi. Thì chúng ta sẽ nhấn nút record. Thì đầu tiên nó sẽ hỏi chúng ta là cái path của mình muốn thu là bao nhiêu khuôn. Tức là một len là một khuôn.
Đó, hai là chúng ta có thể thu được nhiều con tùy. Đó, 16 con ha các bạn ha. Rồi, thí dụ gì khách sẽ chọn một con thôi hoặc là hai con thôi. Đánh một chọn một con thôi. Rồi, bắt đầu nhấn mũi tên qua nữa thì sẽ là vấn đề quan thai. Quan thai tức là nó sẽ khi mình đánh sai nhịp một chút xíu nó sẽ dịch về cái nhịp gần nhất và đúng nhất. Đó thì quan thai theo 1 phần 2 là 1 phần 4, 1 chùm 3 hoặc là 1 phần 8, 1 phần 16, 1 phần 32, 1 phần 64. Chúng ta sẽ nhấn cộng lên chúng ta thay đổi. Đó. 4 chip bồ lên 8 này. 8 chip bồ. Và chùm 3 là 4 á, 16 nè. Rồi, đến phần 32 ha, 32 chip bồ là hết rồi. Rồi Di Khanh sẽ chọn 16 là dễ nhất, thường là vậy. Chúng ta không làm những cái gì liên ba thì chúng ta không cần chip bồ. 16, ok. Rồi tiến. Rồi chúng ta qua phần kế tiếp. Tức là khi chúng ta thu đánh đàn trên đây thì nó phải có cái metronome để gõ chúng ta nghe và chúng ta on lên. Và phần kế tiếp nữa, rồi là recount. Recount là cái phần đếm nhịp cho chúng ta bắt đầu thu. Thí dụ nó sẽ đếm cho chúng ta một khuôn, hai khuôn. Đó, thường là đếm một khuôn thôi. Là khi mở ra 1 2 3 4 là chúng ta bắt đầu thu. Cái đó để cho có sự chuẩn bị. Và đó hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhấn thu thôi. Bây giờ nhấn thu, nhấn start. 1 2 3 4. Ok. Rồi stop. Nó đơn giản đó, chúng ta vừa mới thu được pháp 1 rồi đó. Vâng, chúng ta vừa thu xong cái pháp 1 này với piano và giai điệu tango. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thử lại cái phần thu của chúng ta nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở điệu và chúng ta sẽ thấy nó chạy theo cái accord đệm của chúng ta. Chúng ta mở điệu tango lên. Mở accord lên. Bắt đầu nào. Vâng, chúng ta vừa tạo được một cái part 1 hợp lý với cái điệu tango. Và những part 2, part 3, part 4 thì chúng ta cũng có thể ra một cái accord đệm thêm nữa với part 2, part 3, part 4 cũng làm y chang như vậy.